tiệm mình đi mua đồ đâu mà hôm đấy thấy đẹp quá cứ mua mua về, thế là một nửa tủ quần áo toàn đồ đi tiệm nhưng mà không bao giờ đi. Hoa văn họa tiết rồi gọi là như con két ấy, sặc sỡ kinh khủng, kiểu tạo sự bất ngờ ấy. À. Nhiều khi mình cũng muốn mặc những bộ đồ như thế đến công sở mà thôi, mất công đến các bạn lại quà mày điệu thế. Thì có sao đâu, lâu lâu đẹp một lần, lâu lâu đẹp một lần cũng có sao đâu nào. Thần thái thôi, lúc nào cũng tươi vui. Còn lại thì về tự tin nhất là nụ cười đúng không? Chắc là vậy, nhưng mà nói chung là bạn bè bảo là sao mặt em lúc nào cũng cười, có bị điên không hay hôm nay là bị cái gì? Đấy, không cười thì lại bảo là cau có, mà cười bảo là bị điên. Không cười thì lại bảo là cau có, mà cười bảo là bị điên. Thế là thế nào nhỉ? Trang phục rồi, bây giờ mình nói đến tóc tai. Thì trước đây Giang đã để nhiều cái kiểu tóc, thử thay đổi nhiều kiểu tóc chưa? Cũng rất là nhiều. Tóc dài có, ngắn có, uốn có, nhuộm có, kiểu gì mình cũng làm hết rồi. Hồi đấy là mình để tóc ngắn, cắt tóc ngắn rồi nhá. Đã thế mà còn tẩy tóc rồi còn nhuộm màu xanh dương cho giống màu men cà phê này. Nụ cười tỏa nắng, năng động, hài hước nhưng cũng rất nghiêm khắc trong công việc là những tố chất có từ cô gái này đây. Khởi nghiệp khi độ tuổi còn khá trẻ, Nguyễn Hà Giang giờ là giám đốc của công ty chuyên về cà phê nguyên bản. Thành công trong sự nghiệp, còn việc làm đẹp thì sao? Cùng chia sẻ câu chuyện này với cô ấy ngay bây giờ. Ồ, 96 mà đã làm giám đốc rồi, giỏi quá vậy ta. Trước đấy thì em làm những công việc liên quan đến quảng cáo. Quảng cáo, wow, cô gái rất chắc là rất là năng động rồi, năng nổ trong công việc đúng không? Khi mà mình nói sinh năm 96, tất cả mọi người đều ngạc nhiên mà. Trông già thế này, ai cũng bảo là ai mà muốn hỏi tuổi của mình ấy sẽ không nói thẳng đâu chị Bông, mà sẽ hỏi là Giang năm nay sinh năm tám mấy nhỉ? Giang ba mấy rồi. Có bao giờ hỏi là có gia đình chưa hay là có con không chưa? Không hỏi có con chưa, thậm chí còn không hỏi là có gia đình chưa đâu. Không gọi là buồn nhá, nhưng mà mình chỉ cảm thấy là tò mò thôi. Tò mò tại bản thân mình sẽ không thấy được cái sự thay đổi của mình nhiều như thế nào. Tâm hồn tất cả mọi thứ vẫn tươi trẻ, vẫn năng động thôi. Mà vẫn tò mò không biết tại sao mọi người lại nói mình già như thế. Thực ra đúng là cái sự thay đổi của mình nó khó để nhận ra. Phải có một người khác nói với mình là mình đã thay đổi như nào, lúc đấy mình mới biết là mình đã thay đổi như nào, đúng không? Mọi người có nói cho Giang biết là nó già ở chỗ nào không, ví dụ như là màu sắc hay là kiểu dáng, tại sao mà người ta lại nhận xét là già? Phân tích sâu thì mọi người chắc chẳng nói, nhưng mà mọi người thì nói là cái này lấy của mẹ đúng không, cái này lấy của mẹ đúng không, cái này trông của mẹ đúng không. Nhưng mà có thật là lấy của mẹ không? Cũng có vài mỏ đấy chưa. Thế thì chắc chắn là mọi người sẽ nhận ra điều đấy rồi. Có những bữa chị mặc những chiếc quần nó rộng mà giống như là chị ấy lấy quần của mẹ mặc vậy đó, rồi thêm một cái túi xách giày búp bê của mẹ nè, chị ấy còn cài thêm cái banner của mẹ nữa. Thực ra đây không phải là cố tình xài đồ của mẹ đâu, nhưng mà thấy mẹ mặc đồ trông cũng xinh, thế là thôi bóc đại cái này của mẹ luôn, biết đâu cũng xinh giống mẹ. Trời mẹ ơi. Thực ra là cũng 50 rồi mà mang đôi giày màu hồng búp bê tinh tinh, thế thôi xinh mình cũng lấy mượn luôn. Hay là cái băng cài cũng vậy, cũng màu hồng, xinh xinh mượn lấy luôn. Tôi đã biết vì sao, lý do vì sao mà bị mọi người hỏi là đã có con chưa rồi này. Đây, đôi giày này là đôi giày signature của các chị bầu. Đây là lý do vì sao mà bị hỏi là có con chưa, mấy con rồi, có chồng chưa đó. Cho nên là phải rút kinh nghiệm mới chưa. Tiết kiệm quá lấy đồ của mẹ như này, khổ thân mẹ lắm. Thử nói về những cái khuyết điểm của mình xem là. Ví dụ như là vòng ba của Giang nó không được đẹp, hay là nó không có được đầy đặn như mọi người. Đấy, nên đâm ra là trong việc chọn quần áo các thứ thì mình cũng cố gắng chọn những cái bộ đồ như là hoa văn, họa tiết các thứ, chứ ít khi chọn mặc đồ trơn. Cho dù bản thân ví dụ chọn những màu trơn thì Giang cũng offer là chọn những cái bộ đồ màu đen. Quần áo, trang phục mà để che đi cái vòng ba của mình ấy, thật ra mình không hạn chế mặc đồ bó. Bởi vì đồ bó nó sẽ làm ôm cơ thể, người ta sẽ thấy rõ những đúng cái rồi. Khuyết điểm trên cơ thể đấy. Nên thường thì Giang chọn mặc váy hay là váy xòe để mà họ thấy là cái phần ở dưới của mình có vẻ nó cân đối phần ở trên, thì sẽ không nhận ra được cái vòng ba của mình nó đang bị nhỏ quá. Mình cũng thích mặc áo dài lắm, nhưng mà đâm ra là mặc áo dài là cái bộ quần áo cực kỳ nguy hiểm, không bao giờ dám mặc. Nhất là với người mà có vòng ba là cái hông nó bé như mình ấy. Thực ra bây giờ Vông thấy rằng là đối với những tất cả các loại trang phục, họ đều có cái cách để làm cho những cái phong người khác nhau mặc được. Ví dụ như áo dài nhá, thì mình có thể mặc những cái loại áo dài suông, không nhất thiết là phải mặc áo dài ôm bó sát quá. Khi mà có những cái dịp quan trọng như là đi tiệc hay đi đám cưới bạn bè thì Giang sẽ đi mua đồ hay là chọn những cái đồ có sẵn mình có ở nhà. Thật ra em có một thói quen rất là kỳ. Đấy là khi mà mình ra ngoài, mình có một cái đam mê với lại
đồ đi tiệc. Thế là mình mua mình tích rất nhiều, mặc dù không bao giờ có được cái lý do nào mà mình mặc cái đấy. Có nghĩa là không phải hôm nay có tiệc mình đi mua đồ đâu, mà hôm đấy thấy đẹp quá cứ mua về. Thế là một nửa tủ quần áo toàn đồ đi tiệc nhưng không bao giờ đi. Hoa văn họa tiết rồi gọi là như con két ấy, sặc sỡ kinh khủng, kiểu tạo sự bất ngờ ấy. Nhiều khi mình cũng muốn mặc những bộ đồ như thế, công sở mà thôi, mất công đến các bạn lại hôm nay điệu thế. Thì không sao đâu, lâu lâu đẹp một lần, lâu lâu đẹp một lần cũng không sao đâu nào. Thần thái thôi, lúc nào cũng tươi vui. Còn lại thì về tự tin nhất là nụ cười đúng không? Chắc là vậy, nhưng mà nói chung là bạn bè bảo là sao mặt em lúc nào cũng cười, có bị điên không hay hôm nay là bị cái gì? Đấy, không cười thì lại bảo là cau có, mà cười lại bảo là bị điên. Không cười thì lại bảo là cau có, mà cười lại bảo là bị điên. Thế là thế nào nhỉ? Thế là thế nào nhỉ? Thế là thế nào nhỉ? Trang phục rồi, bây giờ mình nói đến tóc tai. Thì trước đây Giang đã để nhiều cái kiểu tóc, thử thay đổi nhiều kiểu tóc chưa? Cũng rất là nhiều. Tóc dài có, ngắn có, uốn có, nhuộm có, kiểu gì mình cũng làm hết rồi. Hồi đấy là mình để tóc ngắn, cắt tóc ngắn rồi nhá. Đã thế mà còn tẩy tóc rồi còn nhuộm màu xanh dương cho giống màu men cà phê này này. Xong nhuộm xong về cả nhà tá hỏa, bà nội tá hỏa. Xong đấy cũng công việc nó nhiều. Thế là mình cũng bị ngại, bị lười trong cái việc chăm sóc tóc. Đấy nên là thôi cứ để tóc ngắn để bình thường rồi chăm sóc nó đỡ. Tức là bây giờ Giang thích tóc đen hơn. Đúng rồi. Tự nhiên đến một độ tuổi nào đấy lại thích trở về với nguyên bản à, đúng không? Đúng rồi. Mọi người bảo là có thể là do cái vị trí của mình bây giờ nó khác nên đâm ra đòi hỏi là mình ăn mặc khác. Nhưng mà mình ăn mặc có khác đi chăng nữa thì vẫn phải giữ được cái sự trẻ trung của mình, vẫn phải giữ được tinh thần 96. Đúng rồi, phải giữ tinh thần 96. Mặc dù là mặc đồ chững chạc, gặp khách hàng, gặp đối tác, nhưng mà vẫn phải giữ được cái sự trẻ trung của mình. Mà khi mà ai hỏi mình nói là mình sinh năm 96 thì họ cũng không quá nghiêm. Ví dụ như ở nhà thì mọi người có hay thường nhận xét gì về Giang không? Trước đây thì tại vì mình làm trong ngành quảng cáo nên đâm ra là cái việc ăn mặc của mình nó cũng thoải mái. Hướng theo cái cách mà thoải mái, mình toàn mặc đồ dây rồi quần rách rồi các thứ ở trong trông nó rất là hippie. Gia đình thì cũng truyền thống, mọi người cũng ý kiến rất là nhiều, bảo ăn mặc kiểu gì đấy, rồi nhất là bà nội cũng không thích đâu. Sau này thì quay làm ở vị trí hiện tại ấy, thì bắt đầu chắc là cũng có một sự thay đổi nhẹ nhẹ. Cái quan điểm của Giang về làm đẹp ấy nó hơi khác một tí, có nghĩa là Giang thì sẽ rất lười trong những cái việc mà skin care, nhưng mà bị một cái là Giang lại rất quan tâm đến việc tập thể dục, có nghĩa là những cái sức khỏe ở bên trong á. Nên sáng nào cũng phải dành 1 đến 1 tiếng rưỡi để đấy để tập yoga, có nghĩa là sẽ chấp nhận dành thời gian cho việc tập thể dục nhưng mà rất là lười cái việc mà chăm sóc da. Bông đấy hiện tại bây giờ đây là Giang đang ở công ty này. Thì cũng make up khá là ít. Bình thường cũng như thế này hay là có gì khác không? Thật ra là bình thường có thể là còn ít hơn một tí nữa. Hôm nay nhiều khi lên hình á, đúng rồi. Ví dụ như bình thường đi, là mình các bước của mình khi mà trước khi đi ra đường nó sẽ là như thế nào nhỉ? Tại vì bây giờ nó có cái sản phẩm cushion ấy mà vừa hơi che khuyết điểm mà vừa kiềm dầu, còn vừa chống nắng nữa, nên đâm ra một lớp xong. Tức là một bước đó là xong luôn. Đúng, chính xác. Rồi sau cushion thì còn cái gì khác nữa không? Ra ngoài đường luôn. Tức là ví dụ son môi hay là cái gì thì có. Son môi thật ra hôm nay mình đánh đấy. Trời ơi, phụ nữ mà không có son môi thì là một cái điều không thể tưởng tượng được. Tại vì bản thân Bông không thể nào mà ra đường mà không có son môi, giống như là mình không mặc quần áo mà đi ra đường ấy. Trước đây như thế này, khi mà Giang đi học đại học ấy, thế là mình cũng có bôi một tí son cho nó hồng hào, nó tươi tắn. Thế là đến một ngày mà cái hôm đấy là mình trễ giờ học, thế là vội quá đi lên lớp mà không bôi son thì hết, tức là cả lớp ai cũng hỏi hôm nay mình mày lắm hả, đúng rồi không, đúng rồi, hay là mày bệnh hả hay sao đấy, bảo không, tớ hoàn toàn bình thường, cho nên khi nhận ra là hôm đấy mình không có son môi đấy. Sau hôm nào mà đánh lên công ty là mọi người sẽ bảo wow hôm nay tươi thế. Tức là có một sự thay đổi rồi. Nếu như mà chương trình có thay đổi một chút về cái tư duy về make up của Giang này, cũng như là về cái cách chăm sóc bình thường của Giang về tóc tai cũng như make up ấy, thì Giang có đồng ý với Bông là sau này Giang sẽ thay đổi không? Còn nếu như mà chỉ thay đổi trong chương trình thôi, sau chương trình vẫn như thế thì quả thật là chúng tôi cảm thấy rất bất lực. Cho Bông một lời hứa đi là sau chương trình này mình sẽ như nào? Tất nhiên là Giang đã tham gia chương trình này là mình cũng đã muốn thay đổi tí gì đấy rồi. Nhưng mà ở một mức độ nào mà có thể thời gian nó cũng tiết kiệm, mình vẫn có được cái sự chững chạc ở vị trí mà mình đang làm.
nhưng mà vẫn phải có được sự trẻ trung của 96. Phải nhấn mạnh, nhấn mạnh là 96 đúng không? Khó nhở. Đây là một cái thử thách cho chương trình đúng không? K&K Fashion đã trở thành một thương hiệu thời trang công sở được các quý cô văn phòng ưa chuộng bởi những thiết kế mang tính ứng dụng cao cùng kỹ thuật cắt may công phu, tôn lên được những đường cong quyến rũ của người phụ nữ, vừa lịch sự nơi công sở vừa đáng yêu để dạo phố. Khi Hà Giang diện những trang phục này, liệu mọi người có trầm trồ? Mời vào. Ok, Giang ơi. Đây, mình đứng đây ha. Bây giờ mình đang ở một cái cửa hàng thời trang mà họ có những cái bộ trang phục mà chị muốn em thử để xem là nó có phù hợp với cái phong cách sắp tới đây của mình hay không. Thì bây giờ cái thử thách đề ra cho em là em sẽ đi chọn dùng chị hai bộ đồ mà em cảm thấy là phù hợp với cái thời gian gần đây và cái phong cách mà em đang hướng tới nhất. Cứ theo ý em thôi. Em giúp chị chọn hai bộ đồ xong sau đó mình sẽ nói chuyện tiếp, ok? Dạ. Chu ăn mặc đúng không? Đúng rồi, test. Ok, đi. Ở thời điểm hiện tại thì cái gu thẩm mỹ của cô ấy khá là điềm tĩnh và cũng hơi bị già. Bây giờ để cân bằng lại giữa cái việc là quá trẻ trung và hơi già thì phải chọn cho cô ấy một cái phong cách đĩnh đạc nhưng mà không quá già. Bông nghĩ rằng là với một cô gái như Giang thì sẽ khá hợp với phong cách vintage á. Vintage hơi Hàn Quốc một chút. Rồi, xin mời cô gái của chúng ta ra đây nào. Wow, cho chị biết lý do tại sao em chọn hai bộ này đi. Trông nó trẻ, đúng tiêu chí của em tham gia chương trình. Tiêu chí của em là trẻ. Đúng rồi. Nhưng mà chị thấy rằng là bộ này màu sắc thì trẻ, nhưng mà có một cái là bởi vì nó suông, cho nên chị sợ là nó sẽ không làm tôn được cái vòng eo của em và làm cái vòng ba của em như em nói. Là em rất tự ti về vòng ba của em đúng không? Nó sẽ không tôn lên được vì nó không đủ độ xòe. Còn cái bộ này thì cũng rất là đáng yêu mà này cũng rất là xinh. Nó rất hợp nhưng mà nó lại an toàn quá. Thế thì bây giờ mình sẽ đi thử những cái loại trang phục khác nhau, cũng như là mình sẽ thêm một chút make up và làm tóc vào, xem là cái sự thay đổi của em nó sẽ biến hóa như nào. Ok chưa? Sẵn sàng chưa? Ok, thế đi luôn nhá. Rồi, đi. Một trang phục đẹp luôn không thể thiếu một mái tóc đẹp. Đồng hành cùng nhân vật của chương trình tuần này là Hitomi Beauty Salon. Hãy cùng chờ xem các chuyên gia sẽ thay đổi diện mạo chị Yến Ngọc như thế nào. Hiện tại là do tóc của mình cũng đã cái phơm ngắn sẵn rồi. Thì bây giờ là mình sẽ thay đổi một tí là mình có thể cắt ngắn lên một tí xíu, với lại làm phồng để cho gương mặt của chị Giang thì nhìn đầy đặn hơn tí ha. Với lại về cái phần tóc trước của chị Giang á, thì mình đã cũng có nhuộm qua rất là nhiều rồi. Mình có thể hạ những cái tông màu tối xuống để cho nhìn tóc của mình thứ nhất là dày hơn nè, thứ hai nữa làm cho tóc của chị sẽ mềm mượt, nó không có bị khô sơ hơn. Phần make up thì mình sẽ tạo điểm nhấn ở phần mắt một tí để cho nhìn gương mắt của mình có thể sắc sảo hơn, chú trọng về phần eyeliner. Với lại màu son thì chị có thể chọn những cái màu giống như là đỏ đô nè, hoặc là đỏ đất cũng được. Có một sự xuất hiện đó là nhân viên của nhân vật của chúng ta. Lý do vì sao mà em lại là nguyên nhân để cho chị Giang tham gia chương trình? Bởi vì là cô ấy nói rằng nhân viên của cô ấy chê mình ăn mặc xấu, cho nên là phải tìm cách để thay đổi phong cách bình thường. Tại vì em tiếp xúc với chị Giang mỗi ngày, em đều nói với chị là phong cách của chị nó không có hợp với độ tuổi của chị lắm. Chị ăn mặc hơi già cho hết tuổi của chị. Ngày nào em cũng nói với chị hết, ngày nào em cũng nói với chị hết. Cho nên là đến một ngày là Giang đã quyết định thay đổi đúng không? Và ngay sau đây sẽ là phần xuất hiện của Giang sau khi đã thay đổi từ sáng đến giờ. Em rất là hồi hộp. Vậy thì mình cùng đếm 3, 2, 1 để Giang bước ra nhé. 3, 2, 1, mời Giang ạ. You're a
superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been dreaming of. You're a superstar. Không, trời ơi. Thời gian đến đây, cảm giác của Giang hiện giờ như thế nào? Thật sự là rất là hài lòng. Ừ, tại vì trước đây thì mình rất là thích mặc áo dây, bởi vì đặc thù công việc đòi hỏi mình phải thay đổi lại cái bộ trang phục mà mình mặc. Thế là vấn đề xảy ra là tất cả mọi người kêu mình là bây giờ thì đã có thể quay lại mặc áo dây, nhưng mà dây vẫn lịch sự và đúng, trang trọng xác, giống như là những điều mình đang muốn. Nên rất là cảm ơn chị Pông, cảm ơn stylist, cảm ơn ekip và đặc biệt là bạn Ngân giới thiệu Giang này với chương trình. Bây giờ Ngân đã cảm thấy hài lòng với hình ảnh của Giang chưa? Sao? Em đủ trẻ chưa? 80% rồi. À, 80% rất, rất là tốt. 20% nữa là gì nào? 20% hy vọng là chị Giang mỗi ngày có thể mặc như vậy. Chị Giang mỗi ngày có thể mặc như vậy. Là phải giữ thế đúng không? Không được chỉ hôm nay thôi đúng không? Ngay sau đây Quyên sẽ chia sẻ một chút để kinh nghiệm để cho Giang sau này có thể giữ nguyên hiện trường như này và đến công ty mỗi ngày để nhân viên có thêm động lực để làm việc đúng không em? Đạt được 20% còn lại đúng không? Đúng rồi. Giang thì nói chung là có một gương mặt rất là đẹp, chỉ cần mỗi ngày chịu khó bỏ ra khoảng 15 phút thôi, không cần nhiều quá, để mình một ít son môi nè, má hồng và tạo kiểu tóc một tí xíu để mình sẽ trở thành một người sếp thật là quyền lực trước mọi người. Nghe như mình có vẻ sợ đấy. Và có một bí mật nhỏ, đó là toàn bộ trang phục ngày hôm nay của Giang sẽ do nhãn hàng K&K Fashion tài trợ và sẽ tặng luôn Giang bộ trang phục này. Hy vọng là Giang sẽ thích món quà nhỏ của chương trình nhá. Rồi, cảm ơn nhà tài trợ. Và chương trình Tự tin để đẹp đến đây cũng là kết thúc rồi. Hy vọng rằng là quý vị khán giả cảm thấy hài lòng với những sự thay đổi của các nhân vật trong chương trình. Và quý vị khán giả cũng đừng ngại ngần khi mà gửi thư đăng ký tham gia chương trình nhé. Chương trình Tự tin để đẹp phát sóng vào lúc 15 giờ trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Và nếu quý vị không có thời gian để theo dõi, hãy xem lại ở kênh YouTube MCV Media nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.